cho thuê nhà cực đẹp ở mặt đường 359 xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Với vị trí cực đẹp, phù hợp để mở văn phòng công ty, thuê làm spa, mở cửa hàng tạp hóa, siêu thị, hiệu thuốc, nhà mới xây dựng với mặt bằng cho thuê rộng rãi, không gian thoáng đãng, dân cư đông đúc, buôn bán sầm uất, nhà đã có sẵn đầy đủ tiện nghi có thể về ở ngay. Nhà gồm một phòng khách rộng có thể bố trí làm gian bán hàng, một phòng bếp, một phòng tắm, một nhà vệ sinh riêng biệt rất phù hợp để vừa ở vừa kinh doanh.